Như các bạn đã biết, ánh sáng được cho là tốc độ cực đại mà mọi năng lượng, vật chất và thông tin trong vũ trụ có thể đạt được. Nếu so với tốc độ mà con người đã từng đạt đến, thì quả thực chúng ta còn một chặng đường rất dài. Tốc độ di chuyển nhanh kỷ lục của con người đã được xác lập từ hơn 50 năm trước. Vậy câu hỏi, khi nào thì kỷ lục này sẽ bị vượt qua? Con người chúng ta luôn bị ám ảnh bởi tốc độ. Chẳng hạn như các sinh viên ở Đức đã phá kỷ lục về xe điện tăng tốc nhanh nhất, hoặc không quân Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển máy bay siêu thanh có khả năng bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, mức Mach 5, vượt tốc độ 6.100 km/h. Tốc độ không tưởng. Những chiếc phi cơ đó có thể không chở theo người, nhưng không phải bởi lý do là con người không thể di chuyển với tốc độ cao đến thế. Trên thực tế, con người đã di chuyển nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ Mach 5. Tuy nhiên, liệu có giới hạn nào khiến con người không thể chịu đựng được không? Kỷ lục về tốc độ hiện tại của con người hiện đang được đồng nắm giữ bởi 3 nhà du hành không gian trên chuyến phi thuyền Apollo 10 của NASA. Trên đường trở về trái đất, sau khi làm một chuyến bay vòng quanh mặt trăng vào năm 1969, phi thuyền của họ đã đạt vận tốc cao nhất là 39.897 km/h. Có lẽ 100 năm trước, chúng ta không thể tưởng tượng rằng con người có thể du hành trong không gian với tốc độ gần 40.000 km/h như thế. Nhưng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phá vỡ kỷ lục này. Hỏa tiễn Space Launch System, một loại hỏa tiễn mới để đưa phi thuyền Orion vào không gian, sẽ là sứ vụ có người lái, dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2024, bay đến quỹ đạo của mặt trăng và một chuyến đi kéo dài nhiều tháng đến hỏa tinh tiếp theo sau đó. Hiện tại, các nhà thiết kế hình dung vận tốc tối đa của Orion nằm trong khoảng 32.000 km/h. Tuy nhiên, tốc độ của Apollo 10 có thể sẽ bị vượt qua, thậm chí chỉ với những thiết kế cơ bản của chiếc Orion. Orion được thiết kế để đi đến nhiều điểm đến khác nhau trong vòng đời của nó. Tốc độ của nó có thể lên đến mức cao hơn nhiều so với những gì chúng ta dự định hiện nay. Ngay cả Orion cũng chưa phải là đỉnh điểm của tốc độ mà con người có khả năng đạt đến. Không có giới hạn thực tế thật sự về tốc độ mà chúng ta có thể đi được, ngoại trừ vận tốc ánh sáng. Ánh sáng chỉ xẹt qua với tốc độ khoảng 1 tỷ km mỗi giờ. Liệu chúng ta có thể hy vọng lấp được khoảng cách từ 40.000 km/h đến vận tốc đó một cách an toàn? Tốc độ không là vấn đề. Điều bất ngờ là tốc độ tự thân nó không phải là vấn đề gì đối với thể lực con người, miễn là nó được duy trì ở mức độ ổn định tương đối và di chuyển theo một hướng. Do đó, về mặt lý thuyết, con người có thể di chuyển ở tốc độ gần với giới hạn tốc độ của vũ trụ, tức là vận tốc ánh sáng. Thế nhưng, giả sử chúng ta có thể vượt qua những trở ngại kỹ thuật to lớn trong việc chế tạo ra những phi thuyền nhanh hơn, thì cơ thể mong manh của chúng ta với cấu tạo đa phần là nước sẽ phải đối mặt với những nguy cơ mới do tình trạng siêu tốc độ tạo ra. Những mối nguy hiểm có tính suy đoán cũng có thể xảy ra nếu con người thực sự di chuyển với tốc độ ánh sáng. Cho dù có đạt được tốc độ cao hơn 40.000 km/h tới bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta vẫn đều phải tăng tốc và giảm tốc một cách từ từ. Tăng tốc hay giảm tốc quá nhanh sẽ gây hậu quả khôn lường đối với các bộ phận bên trong cơ thể con người. Hãy xem hậu quả đối với cơ thể con người trong các vụ tông xe khi chúng ta thay đổi vận tốc từ chỉ vài chục km/h thành đứng khựng một chỗ chỉ trong vòng có vài giây. Nguyên nhân đó là gì? Đó là do quán tính trong vũ trụ, tức là bất cứ vật thể có kích thước nào cũng kháng cự lại sự thay đổi trong tốc độ. Khái niệm này được diễn tả trong định luật chuyển động thứ nhất của Newton. Một vật thể đứng yên thì sẽ đứng yên, và một vật thể di chuyển sẽ tiếp tục di chuyển với cùng vận tốc và cùng phương hướng, trừ khi bị một lực bên ngoài tác động. Đối với cơ thể con người, sự ổn định là tốt, chính sự tăng tốc mới chính là điều khiến chúng ta phải quan ngại. Lực G. Khoảng một thế kỷ trước, sự phát minh ra những phi cơ bền vững có khả năng xoay chuyển ở tốc độ cao đã khiến các phi công gặp phải những triệu chứng kỳ lạ có liên quan đến sự thay đổi vận tốc và phương hướng. Trong số những triệu chứng này, có tình trạng mất thị lực tạm thời và có cảm giác nặng nề hoặc phi trọng lượng. Nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là lực G, hay còn được gọi là lực hấp dẫn. Đó là đơn vị đo lực tăng tốc đối với vật thể có kích thước như cơ thể con người. Lực G tác động theo chiều dọc từ đỉnh đầu đến chân hay ngược lại. Đây thực sự là điều không tốt đối với các phi công và hành khách.
máu sẽ tụ lại trong đầu những ai chịu tác động của lực gờ ngược từ chân lên đầu. Điều này sẽ tạo cảm giác bị tụ máu, giống như khi chúng ta duy trì cơ thể ở tư thế trồng cây chuối. Mi mắt dưới sẽ bị tụ máu sưng lên phủ lấy đồng tử. Ngược lại, khi sự tăng tốc theo chiều thuận từ đầu xuống chân, thì mắt và nó sẽ mất oxy do máu tụ lại ở điểm thấp của cơ thể. Thị giác sẽ bị mờ đi vào lúc đầu và sau đó sẽ làm mất hoàn toàn thị lực, tức là tối đen hoàn toàn. Những tác động của lực gờ này sẽ khiến chúng ta trở nên bất tỉnh ngay lập tức. Một người bình thường có thể chịu được 5 đơn vị lực gờ từ đầu xuống chân trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Các phi công mặc những trang phục đặc biệt chịu được lực gờ cao và được huấn luyện để giữ cho máu không bị dồn ra khỏi phần đầu, vẫn có thể điều khiển máy bay ở khoảng 9 đơn vị lực gờ. Trong những khoảng thời gian ngắn, cơ thể con người vẫn có thể chịu đựng mức cao hơn nhiều so với mức 9 đơn vị lực gờ, nhưng để chịu được mức độ đó trong thời gian dài thì không phải ai cũng làm được. Nếu chỉ trong những khoảnh khắc ngắn, thì con người chúng ta có thể chịu được lực gờ cao hơn nhiều mà không gặp thương tổn nặng nề. Kỷ lục chịu lực gờ chớp nhoáng thuộc về Eli Bezing, một đại úy không lực Hoa Kỳ. Ông đã lái một chiếc phi thuyền được đẩy bằng hỏa tiễn, đi giật lùi hồi năm 1958 và máy đo đã ghi nhận 82,6 đơn vị lực gờ trên ngực ông khi phi thuyền tăng tốc đến khoảng 55 km/h, trong khoảng 1 phần 10 giây. Ông chỉ bị những vết bầm ở lưng sau lần thử nghiệm về sức chịu đựng phi thường của con người. Đá sỏi vũ trụ. Các phi hành gia, tùy vào loại phi thuyền mà họ lái, cũng đã trải qua những mức lực gờ rất cao, vào khoảng từ 3 đến 8 đơn vị gờ khi cất cánh và khi bay trở lại vào bầu khí quyển. Những tác động lực gờ này đa phần không nguy hiểm và tác động từ trước ra sau nhờ vào một phương pháp thông minh là giữ chặt các phi hành gia vào ghế với mặt nhìn thẳng vào hướng đang di chuyển. Một khi đã đạt tốc độ di chuyển ổn định khoảng 26.000 km/h trong quỹ đạo, các phi hành gia sẽ không còn có cảm giác về tốc độ cực nhanh nữa mà sẽ chỉ cảm thấy sự di chuyển giống như những người đi trên máy bay chở khách mà thôi. Tuy lực gờ không phải là vấn đề cho những chuyến du hành dài hơi của phi thuyền, nhưng đá sỏi vũ trụ thì có. Những viên đá sỏi có kích thước cỡ như hạt gạo có thể đạt đến tốc độ tàn phá là gần 300.000 km/h. Để bảo vệ phi thuyền và phi hành đoàn, Orion có một lớp bảo vệ phía ngoài với độ dày từ 18 đến 30cm tùy chỗ, cùng với những lớp tre và những thiết bị thông minh khác. Để chuyến bay quan trọng không bị thất bại đối với toàn bộ phi thuyền, cần phải xem xét xem đá vũ trụ có thể đến từ góc độ nào. Đá sỏi vũ trụ không phải là trở ngại duy nhất đối với các chuyến du hành không gian trong tương lai, khi mà con người có thể di chuyển với tốc độ cao hơn. Trong một chuyến du hành đến sao Hỏa, các vấn đề thực tế khác cần phải được giải quyết, trong đó có nguồn cung thực phẩm cho các phi hành gia và nguy cơ cao mắc bệnh ung thư do phải đối mặt với phóng xạ vũ trụ. Tuy nhiên, rút ngắn thời gian du hành có thể giảm nhẹ những nguy cơ này một cách đáng kể. Cách mạng động cơ đẩy. Yêu cầu về tốc độ sẽ đặt ra những trở ngại mới. Những phi thuyền mới của NASA vốn có khả năng phá kỷ lục của Apollo 10 vẫn sẽ phải dựa vào hệ thống hỏa tiễn đẩy vốn được sử dụng kể từ những chuyến du hành không gian đầu tiên. Tuy nhiên, những hệ thống này lại có những hạn chế về tốc độ nghiêm trọng do những hạn chế về nguồn cung cấp năng lượng thấp. Do đó, để đạt được tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều cho những chuyến du hành của con người đến sao Hỏa và những nơi xa hơn nữa, các nhà khoa học đã nhận ra rằng họ cần phải có cách tiếp cận mới. Các công nghệ mà chúng ta có hiện nay đã đủ để đưa chúng ta đến đó, nhưng chúng ta cần có một cuộc cách mạng về động cơ đẩy. Và có 3 trong số những phương tiện hứa hẹn nhất để đưa con người đến tốc độ di chuyển hợp lý giữa các hành tinh. Nói một cách vắn tắt thì đó là các phương pháp phân chia nguyên tử, hợp nhất nguyên tử và triệt tiêu hiện tượng phản vật chất. Phương pháp thứ nhất là sự phân chia nguyên tử ra như thực hiện ở các lò phản ứng hạt nhân thương mại. Phương pháp thứ hai là sự dung hợp, tức là kết hợp các nguyên tử lại thành những nguyên tử nặng hơn, vốn là phản ứng tạo nên sức mạnh của mặt trời và hiện vẫn là một công nghệ còn đang thử nghiệm. Đây là những công nghệ tân tiến, nhưng chúng thuộc về vật lý quy ước và đã được định hình kể từ ngày đầu của kỷ nguyên nguyên tử. Nếu nhìn nhận một cách lạc quan, thì các hệ thống đẩy khác nhau dựa trên các khái niệm phân hạch và hợp hạch về mặt lý thuyết có thể tăng tốc phi thuyền lên đạt đến mức 10% tốc độ ánh sáng, tức 100 triệu km/h. Nguyên lý phản vật chất. Cách hay nhất để tạo động lực cho các phi thuyền siêu nhanh là áp dụng nguyên lý phản vật chất, dùng vật chất song trùng để điều tiết vật chất. Khi hai dạng vật chất này tiếp xúc với nhau,
thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Ngày nay đã có những công nghệ tạo ra và tích trữ một lượng rất nhỏ phản vật chất. Việc sản xuất ra phản vật chất ở mức độ có thể sử dụng được sẽ cần phải có các công nghệ mới, tiên tiến hơn và chúng ta sẽ còn vấp phải nhiều thách thức về mặt kỹ thuật trong vấn đề này. Với động cơ được đẩy bằng phản vật chất, các phi thuyền có thể tăng tốc trong khoảng thời gian từ nhiều tháng đến nhiều năm cho đến khi nó đạt đến tỷ lệ rất cao của tốc độ ánh sáng và giữ cho lực G ở mức độ có thể chấp nhận được đối với các phi hành gia. Tuy nhiên, tốc độ mới này sẽ đặt ra những nguy cơ mới đối với cơ thể con người. Ở tốc độ vài trăm triệu km/h, mỗi hạt bụi trong không gian từ phân tử hydrogen lạc ra cho đến sỏi vũ trụ đều sẽ trở thành những viên đạn cực mạnh bắn vào thân tàu. Mặc dù có mật độ chỉ vào khoảng một phân tử trong 1 cm khối, lượng hydrogen này sẽ trở thành một lượng bức xạ cực kỳ mạnh mẽ. Các phân tử hydrogen sẽ tan ra thành những hạt nhỏ hơn phân tử, có khả năng đi xuyên qua thân tàu và gây hại cho phi hành đoàn và thiết bị. Ở tốc độ khoảng 95% vận tốc ánh sáng, tác hại này lên đến mức gần như có thể giết chết phi hành đoàn ngay lập tức. Nhiệt độ của phi thuyền cũng sẽ tăng lên đến mức độ tan chảy của gần như tất cả mọi thứ. Nước bên trong cơ thể các phi hành gia sẽ sôi ngay tức thì. Tuy giới hạn tốc độ di chuyển này của con người vẫn còn là một nỗi lo xa vời, nhưng dựa trên những kiến thức vật lý chúng ta có được cho tới nay thì rất khó đạt được tốc độ vượt quá 10% vận tốc ánh sáng